Rồi, chào tất cả anh em. Nay lên lô hàng điện nha, cũng có vài cái pin cỏ rồi không thang rồi tùm lum tà la. Đó, hôm nay có một cây bu lông 1 in nè. Cái đầu 1 in nặng mười mấy ký anh em. Ừ. Anh em coi thì ủng hộ nha. To nặng hơn loại những cây 1 in khác. Rồi. Tiếp nối chương trình. Chết xe đây này để nghe rõ. Rồi. Có một bịch mi lông. À, cây cắt tia đen. Cắt tia đen là ưa bị rồi. Nha, sống hết, lắp được. Chơi không có chết. Rồi. À, nó là mã nó là 14.4 nha. Đó. Bên trượt. Vỏ đâu cũng đẹp. Nội tạng nè. Thấy không? Ốc vít đầy đủ nha. Này, cái đảo chiều gắn vô không được nè, chứ còn như là ok hết á. Anh em về tự vệ sinh rồi tự nghiên cứu gắn nha. Rồi đi tiếp máy. Này. Đó, nha. Chạy hết nha anh em nha. Chạy mà sống luôn, lưỡi đồ còn bài bản lắm, lưỡi cũng ngắt à. À. Coi cái đảo chiều đâu hả? Đó, thấy không? Sống cắt được hết nha anh em nha. Lưỡi đâu không có mẻ. Đó, anh em thấy ngoại hình đó nè, cái nội tạng đó nè. Đây chưa vệ sinh á. Mình mở ra mình coi lúc đầu là cứng cái đầu, mình mở ra. Mình xịt 70 rồi vô mở mà cuối cùng gắn lại được. Để vậy luôn. Đó, anh em biết rồi đấy, ba xị. Nội tạng anh em thấy còn móng rành mới tinh rồi đó. Đó, cái nút ở chiều nè, gắn vô đập dục rồi nè. Anh em về biết nó gắn nha, biết là lấy không biết rồi. Đừng đừng đủ thừa nha. Mình bán cái giá lỗ rồi chứ cũng có không. Thấy nè. Đó. Ừ, tất cả rồi. Ok hết. Nha, đó. Motor còn sáng giới nha. Từng cộng với điện còn sáng trưng nè. Nói chung cái này là mới nha. Đó, mình cứ để nhẹ nhàng vô mình băng bó lại nó khỏi rớt ra cho anh em. Đó, để ba xị thôi. Đấy. Đỡ cái vỏ vô. Rồi, cứ 1-300. Tất cả hàng của mình là hình thức thanh toán là chuyển khoản bao ship chứ có anh em tự trả tiền ship nha. Để lâu lâu quá anh em quên có thằng chú. Thằng chú quản thằng chú số 1 là cái bịch cắt tia đen 300. Số 1 300. Rồi. Số 2 là hai cái hàng hơi. Một cây bu lông hơi đầu 1/2. Tết không chạy, hay giả bình hơi mình xuống sát cái tàn quá rồi. Tay này sống nhưng mà cào cứng nha. Đảo chiều rồi đầy đủ hết á. Nha cây vít. Tay này sống. Này của Fuji Puro nè, hàng Nhật hết nha. Rồi. Hai cây để anh em với giá 500. Người số 2. Số 2 500. Rồi. Số 3 là của anh này nè. Điều tóc thắng đảo chiều thì đổ hết. À, không thang. 14 của anh chuyển 1.4 rồi đó. Để em ghép mạch sạc adapter cho anh nữa. Là anh chuyển thêm 100 nữa nha. Pin đồ còn báo pin đồ 4 cục luôn à. Này cầm mạnh lắm. Ngoại hình nó hơi mình mua cây mà Hitachi không giờ là có ngoại hình đẹp. Nè nó không lỏ nè, nhưng mà không có ảnh hưởng gì tới cuộc sống và chức năng nha. Cạnh đâu còn bén nha. Nó lên cho anh thấy nha chút. Anh 9979 á. Rồi. Đây là không có số, đây là của người ta. Mình để quảng cáo rảnh thôi. Rồi. Số 3. Số 3 là TD1448D nha. Không thang.
tên mạng cũng còn liên lạc. Ba giây lên đèn, ba giây tắt đèn, tắt khỏi chó. Rồi đã chưa? Rồi chỉnh cấp 1, 2, 3, 2, 3, 4 cấp chỉnh lực. Ta tạm một chút. Rồi bao đẹp. Rồi thân máy đầu bao cứng cho anh em luôn nha, khỏi con nó lắc luôn. Máy thằng lời cao này nó có cái mặt nặng nó thủ ra này nè, cho nên anh em đừng có sợ. Rồi không than Makita TD148 để anh em với giá là 1.500.000 đồng nha. Thân máy anh em đóng pin á thì Alomoto giả là mình đóng cái giả xịn nha, chứ không phải cái giải nha, tem mà tem dán bài bản nha. Cái này sao rồi? Mua sữa. Rồi. Rồi, ok. Nha, rồi, cái số 3 là 1.500.000. Bên này sao rồi ta? Rồi. Pin còn đầy mà nó sao rồi? Nó không ăn ở trên pin nha, không ăn trên pin á. Rồi, thân máy 1.500.000, anh em đóng pin thì alo. Số 3, 1.500.000. Hàng quá đẹp luôn, tem mặt còn lại đủ nha. Đầu cứng. Không thang 148. 18V anh em nha, 18V, không thang 148, 18V chứ phải 14V nha. 1.500.000. Số 3. Rồi. Số 4. Số 4 là một cây 18V của thằng 18V của thằng gì đây là 146. Đã chưa? Tạt tạt anh em nè. Mạnh. Báo pin còn nha. Này có thang anh em nha. Rồi. 18V có thang. Con này để anh em với giá 1.300.000. Cái số 4. Đầu cổ cứng nha. Rồi. Số 4. 1.300.000. Đấy. Chơi đẹp luôn. Là cây này bán rồi. Cây cũng út thôi. Rồi. Đây để chúng ta test máy kia. Cái này Hitachi 18V không than. Này DDL2 3 búa nha. Cao su vẫn còn liên lạc. Lên đèn, tắt đèn, bóp cò lên đèn lại, báo pin vẫn còn anh em nha. Pin này không lên, pin kia lên rồi, pin này không lên nha. Kìa, mới thử vừa nãy pin kia lên mà. Báo pin hết rồi, báo pin nó mờ mờ rồi. Rồi tắt đèn luôn nè. Còn chỉnh cấp đầy đủ nha. Đầu đẹp anh em không lắc nha. Tập anh em cái. Pin hết rồi.
thì nó đã đi nữa nha. Ha. Búa là đầy đủ hết. Rồi. Đây là gì đây? DDL2 gì đây nè nha. Tem thì nó hơi 6 giây chút. Rồi, xả giá luôn, 1.200.000 thân máy. Nha, anh em đóng pin thì alo. Số 5, 1.200.000, 18V, không than. DDL2 3 búa. Lỗ luôn. Rồi, số 5. 1.200.000. Rồi. Số 6. Số 6 là một cây Makita. Cây Makita 14 qua nha. Máy cỡ đây rồi lại xong rồi bán tiếp test hàng liền cho anh em đấy. Rồi. Này 14 qua. Anh em chế trượt chế đồ gì thì alo. Điều đốc thắng ở kia. Hai cấp. Trượt đầy đủ ha. Điều đốc thắng ở kia đầy đủ. Rồi. Thân máy. Thân máy để này với giá là 320.000. Makita 14 qua đây em nha. Cái này cái số 6. 320. Giờ này mình ít lên clip, chậm lên clip là do là anh em người ta đặt nó pin nhiều ha. Nên là mình bị cạn. Mình không có thời gian. Có mình à. Mấy bữa thợ mà thợ nó nghỉ rồi. Rồi. Cây này thì cái boss 12V nha, thân máy giả pin nhưng mà đang kẹt cơ. Đó, bán sát luôn cho anh em luôn. Nó chạy vậy anh em nha. Chạy kiểu đó vậy ạ. Nó chạy kiểu đó vậy đó. Rồi. Nó đang đang lít cơ. Này anh em bây giờ tháo ra vệ sinh cho mình mà tháo ra mới công vô bịch bê tông cái gì hết. Hả? Nó chạy á. Chờ sát luôn đi. Nha. Rồi. Đây là 96 nha. Đây em thổi giỏ vô rồi vô. Rồi. Để anh em có giá 150, anh em gì lấy. Đầu kẹt nha anh em nha, đầu kẹt. Rồi số 7, 150. Cho nó đi luôn. Số 7, 150. Số 8, số 8 là một cây Makita cỡ thôi, 12V, cái cày bừa thôi. Điều tóc thắng đã chưa đầy đủ nha. Rồi. Điều tóc đầu cứng nha. Đầu cứng rồi. Rồi. Máy này mình trả cho nó hết luôn đây. Thân máy giả pin để anh em giá 250 luôn. Để cho anh lấy hàng mới về bán. Số 8. 250. Chuyển khoản vẫn bao ship luôn rồi. Rồi. Cái này là 108. Nguyên bản không có điều tóc. Cấp
trượt đầy đủ hai cấp. Nó nguyên bản không có điều tốc nhưng mà nó có hai cấp tốc độ ha. Đầu không có kẹt. Rồi. Thân máy 200. Rồi. Số 9. Số 9 200. Số 10. Hitachi. Đầu tự khóa. 12V. Rồi, đẹp. Thân máy giả pin. Để anh em giá 300. Số 10. Giả pin này anh em đóng 6 xeo ok nha. Đó, anh em đặt mình đóng pin mình đóng 3,5. 3,5 ra. Rồi, Ryobi. Khoan. Ngộ hình qua số của ông liên lạc. 123 12V 123. Rồi, trượt để đẩy ra đây nha. Rồi. Thân đã chưa được tóc ngọt. Thân máy gỡ pin 300 luôn. Số 11 300. Chơi tẹt ga luôn ha. Chuyển khoản quản nhậu như thường. Để gì lo thằng mới. Rồi bắt đầu hết thằng pin, bắt đầu tới thằng điện. Một cây đầu bát hai chức năng không thường không búa. Nè, này cao bò lắm. Xài điện 100V. Điều tốc đầy đủ nha, không thường không búa. Đó, này không thường nè, không búa nè. Công trình là mạnh lắm. Rồi vô mũi. Rồi xong nha, lấy mũi. Rồi em nói đi với tổng thiệt hại 4,5. Chuyển khoản bao ship rồi. Ship có em tự trả tiền ship, đặt cọc bi lơ. Anh em có mua thì coi nhìn kỹ càng nha. Coi nó kỹ càng. Rồi số 12 4,5. Cây này anh em đi cày rồi tẹt ga nha. Đều bát, hàng của Mỹ á. Rồi, cái số 12 4,5. Cái số 13 một cái vít Makita. Ngộ hình đẹp lắm. Mã của nó là gì đây? 6955 nha. Made in chữ Nhật. Nó có hơi tẹt lửa. Nhưng mà còn mới tin nè. Lên đèn nguồn ha. Từ tóc đảo chiều ta thắng hơn hả. Anh em giờ tự nghiên cứu sao lắm, cổ góp cũng còn mới lắm nha. Mình đứng lên nhìn thấy nè, máy còn ngọn hình còn mới, đầu cứng nha. Rồi để anh em hai sĩ anh em đi tự nghiên cứu. Cái số 12 hả, cái số 12 là 4,5 là cái từ quá. Cái số 13 200. Này cái số 13 anh em nha. Đó. Giờ thay thang vệ sinh còn chút đỉnh thì cày thôi, đâu có gì đâu mà ghê gớm nha. Ngoại hình cũng đẹp lắm. Tiền báo rồi còn cái giỏ không đủ tiền rồi. Giỏ không mới tin nữa mà. Ha, 13 200. 14 một cưa lặn Makita.
này thằng này là chồng tôi đó, 3.300 nha, 310 W nè, điều tóc cá lưỡi đi, cá lưỡi đi kèm luôn, lưỡi đi luôn á. Cái nút công lực cái này nữa, điều tóc cà khác điều tóc này nữa, lầm lầm la hết á. Rồi em đã đi với giá 300 cái số 14, 300 rồi, còn mũi khoan của cái máy The Watt số 17 tặng cho anh em luôn nè, mũi khoan còn mũi khoan đi nhiều ná luôn, nó chờ mình không tặng ngay dư cái này à, tặng luôn 14 300, 15 là một cái mài của thằng Hitachi Koki nha, này cò trượt đây, làm phát nữa ha. Mặt bạn đang dơ anh em, giờ cho chút dầu chút mỡ nha. Rồi cái này là anh em người ta bán 4 xì hết á, cái này là của thằng sản xuất năm 2 tháng 8 năm 2016 nha, mắt in chữ Nhật, 760 W hay 780 W gì đó. Rồi để anh em có giá 27 luôn, mừng gì khỏi cần, không biết khỏi cần để xài xài ớn thì ra tiệm ra thay mặt đạn 50 xong, mặt đạn đầu á nha, mặt đạn đầu á, đạn chút xíu à, đạn đầu à, mà giờ vẫn còn xài được cứ xài đi ha, không vấn đề gì hết á, thư alo cho mình bán cho người khác. Rồi cái số 15 270.000 bán theo cái giá lõi, bởi vì nó có rơi mặt bạn một xíu nhẹ nhẹ nè, buôn bán mà nó rõ ràng, để về xài cũng được chẳng sao hết ha, ha. Là năm kêu cái đầu là không có lắc, đầu là không có lắc nha, đang dơ mặt đạn á, một anh em về vệ sinh xịt vỡ bò bộ đồ vô nhớt nhau vô, hai nữa ra tiệm cho thay mặt đạn cao nhất 50.000 nha. Rồi 270.000 cái số 15, cái số 16 Pekosuku này cũng 760 W, Martin Japan, tem nó mờ rồi nhưng mà mình bán quen mình biết nó 760 W, sản xuất năm 2016 luôn á. Tất cả hàng mình dù ít hay nhiều gì cũng chuyển khoản bao ship, 250 cũng bao mà 150 cũng bao nha, đã đưa cái giá lên là phải bao đó. Chuyển khoản là bao, chuyển khoản là bao, có anh em tự trả tiền ship, đồng thời đặt cọc đi đơn tùy theo máy nặng nhẹ to nhỏ lớn bé ha. 16 300, nói rải phi kiếm hiệp mà ha. 16 3 xị đó, chén dưa lưỡi đầy đủ, quảng cáo sao đưa như vậy nha. Trên màn hình sao mình gửi như vậy, có gì mình gửi theo cái đó, rồi không có thì là mình bó tay. Rồi một cái rút river này bao mạnh luôn, 2.8A 270 W nha, cổ gốc còn mới tinh luôn nè. Rồi
máy còn rất êm nha, mà không có đinh mình bắn. Nhận chặn đi ra được mà. Đó. Rồi. Có cái nút giữ lưỡi giữ cò nữa nè. Rồi. Em đi với tổng thiệt hại là 4 xị. Thì số 17 400. Máy còn rất ngon nha, cổ gốc còn rất đẹp. Nước sơn zin nè. Nó chưa có tàn hết luôn. Còn còn nước sơn zin mà. Là anh em biết nó còn mới mà. Nó xa tàn cuộc là mới nhìn vô biết liền à. Nước sơn mạ ở ngoài nè. Số 17 400. Gọi là nút đi về. Rồi. Bên Nhật họ đấu ở đây nha, đấu bộ cắm đó mà, con khúc thôi. À chiên đục bê tông có điều tóc nha. Lát thì cứng nè. À không phải. Cơm với mỡ, lấy gì là đục thử đi. Rồi tới gùi trước là đục búa sau. Dây điện dài nữa. À, nó con tắt rồi cắm mỗi tay lên là có cái đèn nguồn lên luôn nha, là biết máy vô rồi, là bóp cò không chạy là coi như là đi bảo tàng đó, nhưng mà lên nguồn là biết là máy mình có điện rồi ha. Nhả nhất nó như vậy ha, thở tăng tốc. Rồi kiếm cái gì test cái búa sơ qua cái cho anh em xem. Đây có khổ thương này con. Nè, dập cái búa cho anh em nghe tiếng búa một chút nè. Đó, buôn bán cỡ đó là kỹ càng cỡ đó rồi nha. Điều tóc này đầy đủ nha. Đó. Rồi búa đập này của Makita, ngoại hình cũng còn được lắm, dễ nhìn lắm, cũng còn sạch sẽ, tem mát, cũng còn nguyên hình nguyên dạng. Mũi 17 ly, công suất của nó là điện 100V 12A ha. Rút mũi rồi bỏ mũi. Máy gồm máy đi gồm một mũi và một máy. Em nói đã đi với giá nhẹ nhàng ra đây 800 bạc. Cái số 18 cái số 18 800 đục bê tông là Makita mà có điều tóc ngày xưa triệu 1 triệu 2 hết được thanh lý luôn. 18 800. Mười chín là một bu lăng đầu 1 inch. Đằng này xài điện pin 220 200W. Này to không nặng. Đây nặng lắm, mà biết sao mà thiết kế dây sao mà làm biết nữa, sao mà làm nổi. Đó mình không biết, nhưng mà mình sợ đập hộp cái này nha. 27 28 triệu giờ 27 triệu mấy trăm á. Cây này nè, nó dài cỡ 40 phân nè ha. Nó to như nè. Ui hả? Hai cụm tay mình luôn. Nha. Đặc biệt cái này có điều tóc nữa. Nó xài điện pin là 200V nha. Đấy. Dây điện thì từ đây nó dài hết đây. Đấu tạm ổ cắm đây để test cho anh em nha. Đây mình đấu chứ phải Nhật đấu nha. Anh em giờ tự nghiên cứu lại bộ cắm. Cái này đập hộp ra 27 triệu mấy trăm anh em. Nó xài pin điện 200W. Đụ, mẹ nó nặng như sao mà làm. Không biết sao người ta làm nổi không biết nữa. Này. À, mã của nó là X284A 200V nha. Còn những cái tem phụ này người ta lột hết rồi, chắp hết rồi. Còn những cái tem ấy thôi. Mình thử test thử thì 220 rồi nha. Ok hết á. Hả? Nó có điều tóc từ 1 tới từ 6 nha. Thế thứ 5 chứ. Xin lỗi anh em. Từ 1 tới 5.
lửa củi đồ ngon lành lắm, ngon lành cành đào hết. Cái nước sông riêng nó còn thế này là cái này còn mới, tỷ lệ mới là 80-90%. Đó, cổ cắm này là nó dư là cắt không có cổ cắm. Anh nhìn gì bấm có bấm đồ lại cho nó ngon lành nha. Xài điện zin là 200V. Quảng cáo cái này không, 10 cây này là đói luôn rồi. Này, X284A. Rồi cái này mã số series gì đây nè. Đó. Rồi xài điện zin 200V chứ không có mặt cản mặt đồ gì như mày anh em nhé. Đó. Mà cái tem á, cái tem mà tem để mình đặt thông số bao nhiêu watt rồi là không còn nữa. Nó còn điện 200V, mình thử điện 200V rồi. Điện lưới nha mình á, điện 220 á. Đây mình test 110 nè. Điều tắt vẫn còn xài được, đảo chiều lên xuống anh em nha, đảo chiều lên xuống. Nha, đảo chiều lên xuống. Còn tới giờ này anh em biết là máy cỡ nào, máy ngon cỡ nào rồi. Lửa củi bao hết. Nên là cũng mới lắm. Nha, đây anh em nhìn sơ cổ gốc nè. Nước sông rin nè. Anh em vừa chịu khó, mình chưa dám mở ra vệ sinh bộ đồ vô dầu vô mở gì hết á, bãi về lấy vậy là đấu cái điện vô nha, là mình bán cho anh em luôn đó. Anh em giờ lay lục giác mà đơn giản là giờ mở ổn mà nha, mở ra vệ sinh dầu mở rồi vô đấy là ngon lành. Anh em có cái máy xài điện 220 bình thường, nó là điện zin 200V, nhưng anh em xài điện 220V thì đâu có nghĩa lý gì đâu, cũng như máy điện mình 100V xài điện 120V thôi, điện Mỹ và điện Nhật thôi ha. Đó, cái đầu một in đầu còn bén, đó, đầu còn bén, cạnh nó còn ngon. Nhạc biệt con này nó có điều tóc nữa nè, mà không biết sao mà cầm nổi đâu mà sao làm ta, mình cũng không hiểu, nhưng mà mình là cầm nổi gì đâu mà bắn. Nhìn là 20 hả, chắc cỡ nằm cỡ 12kg nha. 12 kg gì đó. Đó. Không, mà chắc những người cơ sức họ gồng nổi chứ. À. Đảo chiều lên xuống, máy có điều tốc. Bởi vì nó mắc là vì sao? Nếu anh em xài bu lông hơi, anh em phải tốn bình hơi thiệt to nữa. Nên hàng ngày á là hàng điện. Đầu yên hàng điện. Thì đương nhiên thì nó sẽ là cái tốn kém hơn. Đó, ốc mở bao nhiêu mình không biết. Nhưng mà nó nặng hơn những cái cây mà ngày xưa mình bán đầu một pin điện 100V nha. Nặng sao hơn nhiều. Cái này là ngày lần đầu tiên gặp nó nè. Mình sợ thử là hai mấy triệu, 27-28 triệu á. Mình không phải là so sánh là để giá cả nha. Mình chỉ so sánh cái mình hàng bãi là mua vô nhiêu bán nhiêu kiếm 150. Rồi, em nó ra đi với tổng thiệt hại 1.8 triệu. 27 triệu hay 30 triệu không cần biết. 1.8 triệu điện zin 200V, hàng chưa vệ sinh, anh em vừa mở ra vệ sinh ok. Máy này đồng thời một là chuyển khoản bao ship, hai là đặt cọc 500.000 đi đơn nha, nó nặng cỡ đó. Này cũng gói hàng cũng khổ, cái tay cầm này á nó không phải như dạng ốc đơn sơ như anh em nghĩ. Rồi, nó phải dùng 4 con ốc lục giác này, nó chịu lực cái tay cầm lại nè, chứ không phải nó dặn như những cái mày gốc đâu nha. Anh em thấy tay cầm không, chứ không phải dặn ra được đâu nha, gói mày cũng hơi cực. Tay cầm của nó là nó dùng 4 ốc bởi vì nó hàng khủng mà, chứ đập nó dăng ra luôn sao. Anh em vừa mở ra vệ sinh vô dầu vô mở đàng hoàng ha. Cái hãng này thì mình cái màu sơn này và những cái chữ này mình nghi của thằng Hitachi. Đó. Điện 220 thì mình cũng test rồi, giờ sẵn đây cái điện 110 ok hết. Mà giá ra đi cái bèo nhèo có 1.8 triệu thôi nha. Anh em về tự vệ sinh coi như là 1/20 của máy mới.
1 phần 15, 1 phần 20. Rồi vậy đi. Chữ 8 cho cây số 19. Cây này anh em mua là coi như là sơn sửa lại không cần làm, đặt một kệ trưng lên ha. Cây này đặt hộp 27 triệu, 27 triệu mấy trăm, cho 28 triệu cho nó tròn đi, cho nó tròn tròn, chứ thường thường là ghi là 27 triệu 795 đồng 95 ngàn tầm lum tầm la như vậy ha. Cho 28 triệu cho chặn, đặt cái hộp này ra là 28 triệu. Mình có nhiêu chữ 8 à? Số 19. Mình nói để em biết giá trị của cái máy, chứ không phải là mình so sánh gì cái giá cả nha. Coi lại ngoại hình sơn nữa nè, nước sơn riêng nó còn cỡ đây thì anh em nghĩ là không bao giờ mà máy nó bị lỗi gì hết. Bên đây rồi, vậy đi, nặng lắm, nó không nổi đâu. Ổ cắm đây, ổ cắm là mình đấu vô nha. Mình đấu cũng kỹ, nhưng mà cái ổ cắm này là cái đồng hơi nhỏ hơn cái cộng cái đồng riêng một xíu, lên 8 lên 10 á, nên anh em xài thì anh em cân nhắc một chút nha. Ví dụ không có ổ cắm to, dây điện to vậy, anh em vừa bấm có đánh nồi lại thì làm gì làm. Mình quảng cáo rõ ràng rồi, chứ không có ổ cắm nó như là cắt mẹ rồi, máy còn rất mới ha. Rồi 1.8 cho cái số 19, vô lông 1 in. Bộ lông 3/4 của Makita, đầu 3/4 chứ không phải đầu 1 in nha. Rồi đó là 3/4, đầu có rơi nhẹ chút xíu nè, nhưng mà ảnh hưởng gì hết, chút xíu thôi, coi như không có thì rồi. Rồi đảo chiều cũng lên xuống như ấy thôi, bu lông đảo chiều lên xuống là dành cho những cây hàng khủng. Rồi cây này mình để cho anh em với giá là 1.050.000 của Makita. Thằng này thì công suất này tem nó mặt mắt rồi, nhưng mà mình biết nó là công suất nó là 1.100W nha. Cái số 20 1.050.000. Cái số 21 là một phun góc tiếp tục nha, đầu độ ok nha, không có kẹt. À, ngoại hình còn đẹp đẽ lắm, nó là điện 100W 300W. Nó có điều tắt nha, anh em bóp nhẹ 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 đảo chiều, có đảo chiều, có điều tắt. Rồi test máy, cái điện ngon lành. Điều tắt anh em bóp nhẹ nhẹ cho ha. Chiều. Đã chiều được đắp không? Ok hết nha. Rồi, em nó đã đi với tổng thiệt hại là 350.000 cho một cái khoan gốc. Đầu này đầu bao nhiêu ly đi? Đầu nghĩ ra 13 ly, đầu nó to mà ha. Đầu nghĩ ra 13 ly á, to lù quá mà. Tem thì đọc không được nữa, mắt mình kém nữa. Rồi có điều tóc, có đảo chiều, làm việc rất ok ha. Rồi cái số 21 3.5. Rồi anh em mua gì ủng hộ ha. À, là 21 mã số hàng pin và hàng điện. Rồi cái bye, see you again.